Thưa quý vị, hôm nay ngày 15 tháng 2 năm 2023, kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hồ Nghinh, nguyên bí thư Đặc khu ủy Quảng Đà, nguyên bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Đà Nẵng, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, người con ưu tú của quê hương Quảng Nam Đà Nẵng. Đồng chí Hồ Nghinh, còn có tên là Hồ Hữu Phước, sinh ngày 15 tháng 2 năm 1913 tại làng Thi Lai, phủ Duy Xuyên, nay là xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, trong một gia đình nhà nho Thanh Bạch có truyền thống hiếu học và yêu nước. Ông nội của đồng chí có thời gian là thành viên đội ngự lâm quân triều của Hàm Nghi. Khi vua Hàm Nghi xuất bôn ra Quảng Trị, hạ chiếu Cần Vương, ông theo vua tham gia chống Pháp. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, dù ở đâu, ở bất cứ cương vị nào, đồng chí luôn gắn lý luận với thực tiễn làm cơ sở cho mọi tư duy sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của mình. Đặc biệt trong giai đoạn phục hồi kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh sau năm 1975. Với tư cách là bí thư Tỉnh ủy, ông có công lớn trong việc chỉ đạo cải tạo công thương nghiệp không hoàn toàn theo phương thức rập khuôn, giáo điều như nhiều nơi khác và đạt được những thành tích lớn. Trong lĩnh vực nông nghiệp, ông đã thuyết phục được những người lãnh đạo ngành thủy lợi và những quan chức lãnh đạo kinh tế trung ương cho phép xây dựng đập Phú Ninh để giải quyết vấn đề kinh tế, dân sinh của tỉnh Quảng Nam trong điều kiện nguồn vốn xây dựng cơ bản còn rất eo hẹp. Nhờ đó mà nửa tỉnh đất cằn cỗi ở phía Nam rộng 25.000 ha từ một vụ lúa bấp bênh năng suất thấp thành cánh đồng lúa hai vụ xanh tươi. Tấm gương cống hiến hy sinh vì dân, vì nước, những đóng góp to lớn và những phẩm chất cao quý của đồng chí Hồ Nghinh là những bài học quý báu cho cán bộ đảng viên và thế hệ trẻ hôm nay.